Xin kính chào các bạn đồng nghiệp, chào quý vị phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng và rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh học toán của thầy. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn một số vấn đề về học phụ huynh. Thế thì đề tài học phụ huynh là một đề tài rất rộng lớn, nó bao trùm nhiều vấn đề khác nhau. Học phụ huynh không phải là chỉ học ở đầu năm, cuối năm mà có thể là phải kịch chính, liên hệ lại thường xuyên với phụ huynh. Có thể học phụ huynh trong cả một tập thể lớp, có thể học phụ huynh nhóm học sinh học tốt hoặc học cả học trung bình, hoặc là học phụ huynh đối với những cái nhóm học sinh học chưa tốt. Do đó cái học phụ huynh, rồi gặp gỡ phụ huynh, trao đổi phụ huynh hoặc liên lạc phụ huynh là một cái việc rất tốt, việc nên làm để chia sẻ, để cùng nhau trao đổi, để giúp đỡ học sinh đó học tốt hơn, là một cái vấn đề rất nhân văn, nhân ái. Và những cái giáo viên tâm huyết thường xuyên liên lạc với phụ huynh để thể hiện cái sự quan tâm, để bạn mình quan tâm đến con em của họ mà không gọi điện cho họ hoặc là nhắn tin cho họ về nhắc nhở cái việc học tập của các cháu, động viên khuyến khích rồi nhắc nhở rút kinh nghiệm, thì cái sự quan tâm là chưa là bao nhiêu. Và phụ huynh cũng đừng có ngần ngại gì khi giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn gọi điện chia sẻ về cách học, về có ý kiến cho học sinh này, học sinh kia, con em của mình, thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng giáo viên làm như vậy thì mới chứng tỏ là giáo viên mới quan tâm đến học sinh các bạn nhé. Đương nhiên có đối với giáo viên họ quan tâm trên lớp, thì có đối người họ muốn quan tâm hơn nữa để cùng gia đình, phối hợp cùng gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục cái học sinh đó một cách tốt nhất, để hướng học sinh đến những điều tuyệt vời nhất với những cái tiêu chí đặt ra. Đấy. Thì họ đủ phụ huynh có thể học đầu năm, cuối năm, giữa năm, họp được tập thể lớp. Nhưng mà thầy muốn tôi muốn có trao đổi vấn đề chung, đó là sự trao đổi giữa phụ huynh, vấn đề nên và không nên trong quá trình học phụ huynh. Nên là cái gì, nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Thế thì đối phụ huynh, con của họ là một cái sự tuyệt vời nhất, họ rất quan tâm đến con của họ. Dẫu gì thì con họ là một cái sản phẩm của họ, và một cái mà họ có thể thay thế được đó là những cái mà thân thiện nhất với họ. Do đó là mình họ phụ huynh mình trao đổi rồi chỉ ra những cái ưu, những cái việc họ, những cái nhược, những cái yếu để khuyến khích, chứ suốt ngày mà cứ chế con họ là không nên. Đấy. Trong học sinh là bao giờ tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực, và nhớ rằng là luôn là một cá thể luôn phát triển. Cho dù hôm nay em chưa tốt nhưng phấn đấu, nên nhớ là cái vai trò giáo dục rất lớn. Một học sinh ngoan thì ngoan hơn, rồi một học sinh chưa ngoan mà ngoan được là một cái vai trò của người thầy, người cô, bố mẹ là cực kỳ quan trọng. Đó mới thể hiện là cái biện pháp giáo dục. Giáo dục làm sao để một cái học sinh cá biệt, học sinh trở thành học sinh tốt. Một học sinh nó quậy phá, nó nghịch, chưa chăm học đấy, để trở thành một học sinh ngoan. Còn vốn gì em ngoan rồi thì cũng là tốt, đẩy thêm một chút nữa. Em giỏi rồi, đẩy thêm một chút nữa. Nhưng em đang yếu, đang hỏng, em đang thiếu, mà bây giờ bổ sung cho em, thì đó là một cái sự tuyệt vời. Cho nên khi nhắc nhở thì con họ vi phạm ấy, là mình cũng nhắc nhở. Đương nhiên nhắc nhở không được dấu diễm chứ cả, để họ tìm biện pháp, nhưng mà cũng phải mở ra cho những cái mặt tích cực, để họ thấy là như thế là con mình có thể là vẫn giáo dục được, vẫn dạy được, để làm sao là họ hy vọng. Đừng làm mà mất hy vọng, cái chiêu chế cả. Nên cái vấn đề học phụ huynh là học phụ huynh hoặc trao đổi phụ huynh các bạn chỉ ra cái khuyết điểm, nhưng mà cũng phải mở ra những cái hướng ưu điểm để khắc phục những cái khuyết điểm đó, là cái quan trọng. Đừng lấy cái chế để con không có cái điểm gì tốt này à, làm được chế chút, chế thiếu ý thức mà không mở ra một cái gì thì không được. Mà đương nhiên nói thay bằng tư học, tư dụng, thứ hai chế học sinh dụng, mà nói là em học chưa được, có những cái chỗ hổng kiến thức, thì gia đình họ sẽ yên tâm hơn, họ sẽ khắc phục những lỗi đó để họ có sự có điều chỉnh. Còn nói cái em học dụng quá thì rõ ràng là học sinh đó họ không muốn học nữa, mà phụ huynh họ chán. Đấy. Do đó cái việc không nên đó là chế bá con họ một cách thái quá. Đương nhiên rằng học không được hoặc là thiếu ý thức là phải chỉ ra lỗi đó ra, bữa nay em vi phạm em đồng phục rồi em à, nói ngang nói chuyện mới nói ra, nhưng mà em vẫn có đối chỗ thay thế, em không học được, em phát biểu, em vẫn có cái tổ của em biết cách xây dựng lớp, biết cách quan tâm đến mọi người, đó là cái tuyệt vời.
mình phải ghi nhận, mình phải đưa ra cái tích cực cho họ, để họ cho cái học sinh đó và cho phụ huynh đó thấy con mình là có những cái điểm mà cũng tốt, từ đó họ bồi dưỡng, họ quyết tâm cho con họ tốt hơn. Môn nào cũng vậy, do đó khi họp phụ huynh thì đương nhiên chỉ ra những cái ưu điểm rồi những cái khuyết điểm, và nhớ là nếu học sinh mà cả biệt thì chỉ ra khuyết điểm, nhưng mà phải chỉ ra những mặt ưu điểm có thể đứng ít, nhưng mà để học sinh nhen nhóm, để học sinh hy vọng, để nuôi niềm tin phụ huynh vậy, hy vọng để là học sinh sẽ tiến bộ, có niềm vui. Và họ cũng thể hiện, có cái sự thể hiện trước tập thể lớn, chứ con họ mà yêu cả thì họ sẽ buồn đấy. Thế đó phải chỉ ra một cái điểm mạnh cho con họ. Đương nhiên là những cái học sinh vi phạm thì chỉ có thể gặp riêng ra và nói em còn cháu đó, nói cơ bản học tầm tàm nhưng mà đứng hồng kiến thức đấy, có hay thỉnh thoảng hay nói chuyện thì phải khắc phục, không thì các bạn trong lớp phản ánh phê bình làm ảnh hưởng người khác, thì gia đình nhắc nhở cháu để thường xuyên phụ huynh cùng với thầy để kết hợp để giáo dục thường xuyên cho cháu cho tiến bộ thì thôi. Hoặc là những em học được thì chỉ ra những cái việc học được, còn để quyết tâm hơn nữa, làm tấm gương cho các bạn khác, đó là việc nên làm, nên nói trong học phụ huynh. Rồi phải là trong học phụ huynh các bạn phải chỉ ra những cái giải pháp để giúp con họ học tốt hơn. Chẳng hạn đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đi tìm những giải pháp. Tôi nói phụ huynh không bao giờ họ tiếc cái đồng tiền, không bao giờ tiếc đồng tiền, miễn là họ tạo điều kiện cho con họ cho tốt, đương nhiên đúng quy định các bạn nhé. Họ bao nhiêu tiệc tiền đó, họ khổ, họ vẫn tranh thời gian do cơ sở vật chất để cho con họ học. Cứ biết tâm lý phụ huynh họ, cho dù họ nhà họ có thể là học gặp khó khăn, nhưng họ quyết tâm để con cho con họ học đến, đó là cái nhân cái tuyệt vời. Ai một đứa tối một đứa, mà ai một đứa bàn một đứa, cứ đặt mình vào vị trí phụ huynh sẽ hiểu đó, miễn là con mình học cho tốt đấy, còn họ sẽ chấp hành tất cả những cái điều gì phù hợp. Cái đó phải bàn, phải đưa ra cái giải pháp để cho tập thể lớp, cho họ mỗi học sinh để các em phát triển học tập tốt hơn, để quyết để nên làm, để chỉ ra những kế hoạch, những cái mục tiêu, rồi cái phương hướng, rồi để giáo dục con em họ. Còn việc không nên làm, không nên là đừng để phụ huynh hiểu rằng là họp phụ huynh chỉ thông báo cái này cái kia, mà họp phụ huynh là một là mặt là thông báo, thứ hai là phải cùng họ hợp tác để tìm ra cái phương pháp giáo dục con họ tốt hơn thế thôi. Đấy. Đừng chế bai con họ không nên, đừng chế bai một cách quá thái quá không nên, mà khen quá mà cứ vuột vé nên làm màu cũng đấy. Có một số người là cũng giảm chế, sờ phật lòng con cũng được, có đôi khi lại chế lại tổn thức. Đấy. Chế nhưng mà phải có một cái gì mở ra một con đường để em đó phát triển, còn chế mà hết cỡ hết cả thì con gì nữa mà nói. Đó những cái việc mà khén cái chế trong cái một cái giáo viên chủ nhiệm cũng cần phải không, đi khén cũng bằng mà chế cũng không bằng lắm được đấy, mà phải là mở ra cho học sinh con đường để học. Cho dù là học sinh cá biệt, học sinh chưa ngoan chưa tốt thì mình sẽ mở ra những cái phương pháp để em học tốt hơn. Còn những em quả thì bắt buộc phải theo những cái nội quy nhà trường mà xử mà làm thôi, không thể khác được. Nhưng mà những em nào mà con lớn thì mình sẽ giáo dục để cho các em tiến bộ. Họp phụ huynh cũng vậy, sẽ cùng phụ huynh để góp ý để cho phụ huynh họ quyết tâm, họ kiểm soát con họ. Phụ huynh nhưng mà không kiểm soát ở nhà mà chắc đến trường chứ phải, mà phải ở nhà nữa, ra đường nữa, ra xã hội nữa, để làm sao những em tốt hơn. Cũng theo những phân tử xấu cũng kiểm soát được, phụ huynh tin tưởng tuyệt đối trong đó, để tất cả những nhà trường mà sau là con cái mình theo những cái phân tử đó nó cuối cùng đi vào những con đường là không hay. Do đó phụ huynh cũng được chủ quan, đặc biệt là những em học sinh tuổi vì thanh niên tuổi mới lớn có thể dễ đúng dễ sai, mà lúc này đang giai đoạn hình thành phối nhân cách, do đó là các bạn phải vì cũng phải là hết sức quan tâm chỗ này. Đấy. Đấy, trên đây là một số vấn đề mà xin chia sẻ trong họp phụ huynh, nên nói gì và không nên nói gì để các bạn biết. Đương nhiên là cũng nhẹ nhàng đấy, cuộc họp rất đơn giản nhưng mà rất quan trọng vì đó là liên quan đến tương lai của mỗi con mỗi học sinh. Hy vọng rằng là qua những cái sự chia sẻ này thì chúng ta cũng tìm ra một cái mối quan hệ, tìm ra cái cách để cùng phụ huynh để giải quyết, để cùng xây dựng, để giáo dục để một em học sinh, các em học sinh ngày càng tốt hơn, chưa ngoan trở thành ngoan hơn, cá biệt giảm sự cá biệt và
trở thành học sinh bình thường và phấn đấu tốt hơn, đóng góp những cái nhân tố tích cực cho xã hội. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình nhất. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật, nhớ like share, đăng ký kênh để cập nhật các cái thông tin mới nhất. Chào các bạn.